Một vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm câu chuyện đức tin. Kẻ thù trong mơ. Đời Trang Công nước Tề, có một người đàn ông nọ đêm nằm cứ thấy chiêm bao. Có một người to lớn, mặc áo vải, quần gai, đeo gươm đi vào tận nhà ông, mắng chửi rồi lại nhổ vào mặt mà đi. Ông ta giật mình tỉnh giấc, ngồi suốt đêm, bực dọc, ông không tài nào ngủ lại được. Sáng hôm sau, ông nói chuyện với một người bạn với lời lẽ như sau. Từ thuở nhỏ đến giờ, tôi vốn là một người hiếu dũng. Đến nay đã 60 tuổi rồi, chưa hề bị ai làm nhục. Thế mà đêm hôm qua, có người đã đến làm nhục tôi. Tôi quyết tìm cho kỳ được kẻ ấy để báo thù. Nếu tìm thấy nó thì tốt, bằng không chắc chắn tôi phải chết mất. Kể từ sáng hôm ấy, ngày nào ông ta cũng cùng với người bạn ra đứng ngoài đường để rình cho được kẻ thù trong giấc mơ. 3 ngày trôi qua, nhưng ông ta vẫn chưa tìm thấy được kẻ thù. Đã tức tối vì bị kẻ thù làm nhục, nay lại hậm hực thêm vì không tìm thấy kẻ thù. Ông ta trở về nhà út người lên và chết. Nhà diễn giả hùng biện nhất của đế quốc La Mã là Cicero có nói: con người là kẻ thù khủng khiếp nhất của chính mình. Câu chuyện của người nằm mơ, thấy kẻ thù để rồi đi tìm kẻ thù và cuối cùng tự hủy hoại chính mình, phải chăng không là một minh họa cho câu nói của Cicero: con người là kẻ thù khủng khiếp nhất của chính mình, bởi vì con người tự tạo cho mình kẻ thù, rồi tự tiêu diệt chính mình. Chúa Giê-xu không đến để chối bỏ sự hận thù, nhưng trái lại, bày tỏ bộ mặt thật của nó và đánh bại nó. Thù hận là dấu chỉ sự thống trị của Satan. Kẻ thù đúng nghĩa nhất chính Satan gieo sự thù hận trong lòng người và đặt con người vào thế chống đối và tiêu diệt nhau. Chúa Giê-xu đã đánh bại kẻ thù ấy bằng chính cái chết yêu thương tha thứ của Ngài. Chỉ có yêu thương và tha thứ mới có thể là thứ khí giới tiêu diệt được kẻ thù. Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta thứ khí giới ấy. Ngài đã không ngừng nói với chúng ta: hãy yêu thương kẻ thù ngươi, hãy làm ơn cho kẻ thù ghét ngươi. Nếu con người là kẻ thù khủng khiếp nhất của chính mình, thì quả thực chúng ta phải bắt đầu tiêu diệt nó ngay chính trong chúng ta. Chính khi chúng ta cưu mang cừu hận là lúc chúng ta tự tạo nên kẻ thù và tự tiêu diệt chính mình. Chính khi chúng ta khước từ tha thứ và làm ơn cho những kẻ thù ghét hãm hại chúng ta, là chính lúc chúng ta tự giam hãm trong hận thù để rồi tự hủy hoại chính mình. Chúa Giê-xu bảo: hãy yêu thương kẻ thù mình, đối xử tử tế với những người ghét mình, chúc lành cho những kẻ chửi rủa mình và cầu nguyện cho những người lăng mạ mình. Nhưng các con hãy yêu thương kẻ thù nghịch mình, làm lành và cho mượn mà đừng mong đền ơn. Các con sẽ được trọng thưởng và được làm con đấng chí cao. Amen.